hiện tại những cái ngón này của em ấy, em mài bề mặt ở giữa nhiều quá, nó bẹt thẳng ra rồi thì nó sẽ hơi rối một chút. Anh sẽ coi như hai cái điểm này là hai cái điểm khóe nhá, mình tạo cái giả thôi. Thực ra nếu chứ còn nếu mà đúng thì là ngón này mất khóe hai bên rồi. Đầu móng ok nhá, bên phải thì hơi phình khóe một chút, khóe cạnh vuông bên phải. Cạnh bên trái thì mình vẫn chưa rõ được sát khóe này, ở gầm và cạnh vuông, kiểm tra cho em xem đúng không. Hai cái rồi, rồi hai cái họ hàng với nhau, giống nhau luôn. Hoặc em có thể sửa bằng cách này, đánh nhẹ nhàng đặt vào đúng cái chỗ cong nhá, phình đâu rỗ đấy, đặt đúng chỗ cong, đảo lên đảo xuống này thì nó sẽ liền mạch cong này. Về đây này, kéo nét lại một chút, kéo nhẹ. Em so sánh hai bên thì nó thon hơn không? Sau khi xong phần khóe này, mình áp rũ ở gầm này, đánh gầm, đánh sơ qua thôi. Tại sao? Vừa xong mình đánh rũ ở gầm lúc ở phần tít rồi đúng không? Thêm một cái nữa là nếu như ở đây em mà đánh gầm nhiều nó sẽ bị làm sao? Bị vệt móng. Rồi, thử hình dung nhé. Ví dụ bên một cái móng dài nhưng hai bên được phình ra thì rất là thô, đúng không? Cái buồn cười. Còn nếu mà ngắn quá như này nhưng đầu lại bé tí vào thì giống móng gà không? Rồi, ok hết. Món này bên trái sang. Nhưng đường thẳng này ok rồi. Hôm qua ấy, cứ mặc định đưa cho anh ba ngón rồi, cả ba ngón cong xuống luôn. Đâu khoảng ở hai bên cho anh đi. Đâu khoảng ở hai bên xong đọc lỗi cho anh. Chạy lại chân cho em đi, còn lại ok. Đi nhẹ nhàng đúng rồi, lướt nhẹ nhàng không được gì nhá. Rồi, của anh ạ. Hôm qua anh bảo làm nốt một cái được đúng không? Ok, qua. Đẹp luôn.